Kính thưa quý vị, tôi chúng ta tiếp tục trên phần kênh tham thiếu, trên phần kênh viên giác. Sự ngộ giác trong căn tâm, hay còn gọi là trên kinh đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đem lòng đại bi ha. Và Đại Thế Chí Bồ Tát thì nói về việc mà khi lòng đại bi của chúng ta tăng cao và chân tâm của chúng ta được là tức là chúng ta đã minh tâm và kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là gì? Minh tâm kiến tánh chính là sự chúng ta hiểu được gốc rễ của tâm mình, đó chính là gốc rễ của tâm mình. Như vậy thì gọi là minh tâm kiến tánh. Minh là sự sáng suốt của tâm, tâm chính là tâm của mình. Kiến là chính là chánh kiến, chánh tư duy. Tánh là thở tánh, tánh là tánh của tâm, không phải là tánh của vật, chúng ta là tánh tâm. Nên chúng ta thấy ha, duyên có 25 hữu, sắc tướng có 5 đại, tánh pháp nó có 5, có 2 đại ha. Thân tâm thì có 18 giới, chúng ta thấy được tổng hết là 1000 ha. Mà trong đó thì 250 ha, 250 nhân cho 4 ha. Chúng ta thấy 4 ha. Điều đó là thành ra là 1000, trong đó là 10 pháp là bằng 250 tay nên biết 20 đại, 250 đại ha. Như vậy thì chúng ta có 10 biến và chúng ta sẽ rè la mười biến ha. Như vậy chúng ta có tổng cộng là 25 đại nhân cho 10 biến là 250 của 250 của đại, đúng không? 250 đại của đại. Và trong khi đó hôm chúng ta lại có ba thờ mà nhân là chúng ta được 3000, một thờ là 1000 ha. Ở đâu có 1000 thì chúng ta sẽ thấy được, vì 1000 ở đây chính là hạnh ha. Mà trong khi đó là sao, chúng ta có ba chiều ha. Chúng ta có ba chiều thì chúng ta sẽ có 3000, chúng ta có 3000 hạnh. Thì trong khi đó thì chúng ta sẽ chúng ta có tổng cộng hết là 7 chiều ha. Không gian và thời gian 7 chiều. Như vậy thì chúng ta có 3000 nhân cho 7 thì được là 21000 ha. 21000 hạnh. Mà trong đó thì chúng ta có lại tiếp tục có tiếp nữa là ngã ha. Ngã kiến, ngã si, ngã mạn và ngã ái. Mỗi cái thì chúng ta ha. Mà ngã ái, ngã kiến là thật có thật. Thật tướng, ngã kiến là thật có, ngã si là thật tướng, ngã mạn là thật nhất bền, ngã ái thì là đáng yêu quý. Như vậy thì chúng ta có thêm 4 nữa là thành ra là chúng ta có tới 21000 mà chúng ta nhân cho 4 nữa ha. Chúng ta có 4 nữa. Cái ngã này thì chúng ta thành 84000 ha. Đó là con số mà chúng ta thấy ha. 84000 pháp môn thì chúng ta cũng thấy được 84000 phiền não. Chúng ta có 84000 phiền não. Thật
thật ra con số này chỉ là ước lượng ha, ước lượng. Tôi cũng chưa thấy được là trời, chưa thấy được trong tàng kinh điển của Thiếu Long Tự ghi ở điểm này, tôi cũng chưa đọc qua, là không biết là chúng ta con số này là ước lượng hay là hơn hoặc là ít, nhưng mà chúng ta có thể lấy cân bằng bình quân. Nhưng mà có một số tài liệu trong kho tàng kinh điển của Thiếu Long Tự